Quân nghĩ rằng là không có bài nào làm khó cho Quân trong cuộc hành trình này. Bởi vì khi mà Quân lựa chọn những ca khúc trong cuộc hành trình này cùng với Tùng Min thì Quân và anh Tùng Min đã phải lựa chọn những cái điều hòa hợp nhất, bởi trời sinh một cặp mà. Thế cho nên là mình lựa chọn làm sao đấy để những ca khúc mà có thể Quân yếu ở mảng này nhưng Quân sẽ làm mạnh ở mảng khác. Và ngược lại anh Tùng cũng như vậy. Vậy cho nên là khi mà được làm việc với anh Tùng, Quân cảm thấy nó không có một điều áp lực gì cả. Hai anh em lúc nào chọn bài đều rất là kỹ lưỡng. Quân rất là sợ rằng là một màn trình diễn song ca mà như là cãi nhau vậy, như là tranh đấu với nhau vậy, như là battle với nhau vậy, thì đó không phải là cái cách làm việc của Quân. Và tất nhiên là bởi vì thí sinh của mình là không phải là người chuyên nghiệp trong trong âm nhạc. Vậy cho nên là việc lựa chọn bài hát thì tất nhiên rằng là mình là người hỗ trợ cho thí sinh thì mình hoàn toàn phải là người hy sinh tất cả những cái. Ví dụ như là có những cái đoạn mà giọng của mình lên cao sẽ hay, sẽ sáng. Có những cái mà mình sẽ hát lực hơn, có những cái là điểm sáng của bài thì Quân thường sẽ nhường hết cho anh Tùng Min. Và Quân sẽ là hậu phương bên cạnh, hậu phương phía sau để Quân nâng đỡ cho giọng hát của anh Tùng. Và thực sự là Quân nghĩ rằng là đấy cũng là một cách làm việc rất là chuyên nghiệp khi mà mình ở vai trò là một đội trưởng. Đi đến chặng đường cuối rồi, bản thân Ngọc cảm thấy rằng là thấy cũng hơi tiếc vì mình đã quen với cái lịch trình tập luyện cùng với các bạn, rồi chọn bài, vừa thi xong là mình lại bắt tay vào chọn bài để làm mọi thứ, tự nhiên nó mất đi cái thói quen đó thì mình cũng sẽ cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà Ngọc thấy đây là một cuộc chơi rất là vui, rất là công bằng, mọi thứ mọi người rất là đầu tư, và cả về vọng hát nữa. Qua từng mùa thì Ngọc thấy trời sinh một cặp của các mùa càng ngày về càng nâng cao về giọng hát hơn. Mặc dù các bạn đều là các ngành nghề khác nhau, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng về giọng hát của các bạn ngày càng được đầu tư hơn và tiến bộ hơn qua từng mùa. Thì với mùa này thì Ngọc cảm giác ngay lúc này mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy mọi thứ rất là thú vị khi mà tham gia trong trời sinh một cặp mùa 6 lần này. Thực sự là thời gian rất là eo hẹp với Hương. Suốt mấy tháng nay là mình không có thời gian để nghỉ. Thông thường là hôm nào mà được nghỉ 1-2 hôm trong một tháng thì rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái. Thế nhưng mà là một người nghệ sĩ biểu diễn thì cái việc mà mình được làm việc, được cống hiến, đó là một cái niềm vui. Bởi vậy là Hương luôn luôn tâm niệm mình có được điều này là một sự may mắn. Cái việc sắp xếp thời gian thì mình phải bớt những cái cá nhân mình đi. Những cái mà cuộc thông thường là nghỉ ngơi này, rồi những cái thời gian mà dành cho bản thân mình là phải gần như là nhường hết cho công việc. Và đó là cách mà mình cố gắng để hoàn thành tất cả những cái việc gần đây. Đầu tiên ấy là mình tham gia vào cuộc dạo chơi này với cái mong muốn là mình được làm những cái thứ mà mình bình thường mình không làm, được hát những loại nhạc mà mình không hát và được trải nghiệm bản thân mình. Đó là cái mong muốn lớn nhất khi mà mình tham gia vào cái show này. Giống như là nghệ sĩ mà bạn lên sân khấu mà bạn làm hoài một điều thì bạn sẽ có những cái khát khao để được làm những cái thứ khác hơn. Không có nghĩa là Bùi Lan Hương thay đổi thành một con người khác. Thế nhưng mà đôi khi mình có một đôi chút những cái gia vị trong cái cuộc sống của mình cũng là một điều thú vị. Và đó là một cái mà mình có thể làm được ở chương trình Trời Sinh Một Cặp này. Đồng thời mình cũng có thể giúp đỡ được những bạn thí sinh khác mà bạn ấy cũng đang yêu âm nhạc. Bạn ấy muốn đến với âm nhạc nhưng bạn ấy không biết là mình là ai trong âm nhạc. Thì Hương hy vọng là qua một thời gian để mà tiếp xúc với nhau thì có thể là cho các bạn ấy một cái ý tưởng gì đấy về việc là mình là ai trong cái thị trường âm nhạc này.